Vương miện Hoa hậu Costa Rica bị ví như sắt vụn. Vương miện cuộc thi Hoa hậu Costa Rica 2023 được công bố nhưng gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng chiếc vương miện này nhìn giống sắt vụn tái chế. Ngày 2 tháng 6, các diễn đàn sắc đẹp đồng loạt đăng tải hình ảnh chiếc vương miện dành cho Hoa hậu Costa Rica 2023. Tuy nhiên, thiết kế độc đáo của vương miện gây tranh cãi. Theo đó, vương miện dành cho người đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Costa Rica được thiết kế xếp nhiều vòng, có chất liệu giống những thanh sắt được uốn cong, đính một số viên đá màu xanh. Trái với mong đợi, chiếc vương miện không được đánh giá cao. Nhiều khán giả cho rằng thiết kế có chất liệu và kiểu dáng khó hiểu, không giống vương miện thông thường ở những cuộc thi sắc đẹp. Thậm chí, có người còn ví vương miện Hoa hậu Costa Rica nhìn giống sắt vụn được tái chế. Khán giả cho rằng tân hoa hậu khi đội chiếc vương miện này dễ bị dìm nhan sắc, gây tranh cãi, nhưng thực tế các vương miện trước đây dành cho Hoa hậu Costa Rica đều có thiết kế độc, lạ. Lật lại những thiết kế trước đó của cuộc thi Miss Costa Rica, có thể thấy hầu hết đều có kiểu dáng và chất liệu độc đáo, khác với vương miện thông thường. Năm 2022, người đẹp Maria Fernanda Rodriguez Avila đăng quang Miss Costa Rica. Cô được trao chiếc vương miện màu trắng có thiết kế rời rạc, chất liệu giống san hô, mô phỏng hình cá ngựa. Năm 2016, người đẹp Carolina Rodriguez du gián được trao chiếc vương miện gồm những thanh kim loại dài gắn soleil, đính đá màu xanh. Trên truyền hình, chiếc vương miện không được đánh giá cao vì thiết kế kỳ quặc. Costa Rica là quốc gia có thành tích sắc đẹp ấn tượng ở vùng Trung Mỹ. Những đại diện của Costa Rica được đánh giá cao vì gương mặt sắc sảo, đặc biệt thân hình săn chắc, nóng bỏng. Đương kim Hoa hậu Costa Rica là người đẹp Fernanda Rodriguez. Cô sinh năm 1997, là người mẫu, có bằng cử nhân về kỹ thuật dân dụng và thông thạo tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và tiếng Bồ Đào Nha. Năm 2022, Fernanda Rodriguez đại diện Costa Rica tham dự Miss Universe 2022 tổ chức ở Mỹ, tuy nhiên không giành được thành tích. Duy Nam, tiền phong.